Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Nhân kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh, lâu lắm mới gặp lại Nhất Anh. Dạ, cũng như là quý khán giả, nếu mà có theo dõi chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay thì có vẻ quý vị cũng sẽ biết được là có một khoảng thời gian khá dài rồi Nhân chưa có được gặp anh Thắng lại. Và hôm nay thì Nhân trở lại và Nhân thắc mắc là chắc là anh Thắng trong suốt thời gian qua không gặp Nhất Anh là chắc anh Thắng đi rất là nhiều nơi rồi đúng không anh Thắng? Đúng Nhất Anh, không có trở lại chương trình trong mấy tháng này là lý do quá bận. Dạ. Thành thử hầu như không có mặt ở Hoa Kỳ. Dạ. Thì đó là lý do tại sao vắng mặt. Dạ. Trong quá bận rộn để mà đi ra nước ngoài như vậy thì trong khoảng thời gian đó thì cái nước nào mà để lại cho anh Thắng nhiều cái kỷ niệm nhất mà anh Thắng muốn chia sẻ vào ngày hôm nay? Có lẽ tất cả mọi nước đều có một cái kỷ niệm khác nhau. Thì dạ. Chúng tôi vừa mới đi từ bên Nepal, Bhutan và dạ. sau đó chúng tôi đến Fiji, Úc và Tân Tây Lan. Dạ. Sau đó chúng tôi đã đến Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn. Dạ. Và dĩ nhiên thì mỗi đất nước đều có những cái thắng cảnh đặc biệt riêng của họ. Thế tuy nhiên ngày hôm nay có thể gần nhất chúng ta có thể nói đến một cái hòn đảo, đó là Đài Loan. Nhưng mà nói đến Đài Loan thì cái chỗ nào mà hấp dẫn tôi nhất đó, thì tôi có thể xin thưa đó là Nhật Nguyệt Đàm. Nhật Nguyệt Đàm. Nhật Nguyệt Đàm có phải tên tiếng Anh của nó phải là Sun Moon Lake không? Sun Moon Lake, đúng yeah. là Nhật Anh. Sun Moon Lake có mình dịch là Nhật Nguyệt Đàm đó. Đàm có nghĩa là cái hồ. Yeah. À, thực sự nó có nghĩa là cái ao, một cái ao lớn đó. Yeah. Tuy nhiên thì mình gọi là cái hồ thì đúng hơn. Yeah. Để nhanh lặp lại ha. Nhật Nguyệt Đàm có nghĩa là hồ. Nhật là có nghĩa mặt trời, Nguyệt thì có nghĩa là mặt trăng. Đúng vậy. Nếu vậy cái câu, cái tên như vậy chắc nó sẽ liên quan tới cái ý nghĩa của cái tên đó luôn. Đúng vậy, thì nếu Nhất Anh có dịp đến Nhật Nguyệt Đàm đó, yeah. nói riêng, và chúng ta đến Đài Loan, tức là Đài Na, Đài Loan đó, yeah. thì nói đến một cái thắng cảnh thì không ai không biết đến là cái Sun Moon Lake, tức là Nhật Nguyệt Đàm. Yeah. Tại vì đây ngoài cái chuyện nó đẹp, mà nó còn là một cái nơi mà nghỉ ngơi, nơi mà giống như một cái resort để cho những người nào mệt mỏi có thể đến đây để dưỡng sức. Tại vì Nhật Nguyệt Đàm thực sự nó nằm trên một cái cao nguyên, chung quanh là núi, đồi bao phủ. Thành thường nó có những cái nét riêng biệt và nó có những cái điểm văn hóa riêng của nó ngoài cái thắng cảnh thiên nhiên. Dạ. Mà trước khi để mình đi sâu vô cái Nhật Nguyệt Đàm thì Nhan muốn hỏi anh Thắng một chút xíu về vị trí của Taiwan cũng như là cái lịch sử hình thành nên nó như thế nào hả anh Thắng? Thì Taiwan là một cái đảo nằm ở phía đông của nước Trung Hoa. Yeah. Và nó cách cái biển Trung Hoa, tức là cách cái biển giữa đảo quốc cho đến cái phần phía đông của Trung Hoa đó thì khoảng 150 cây số, trung bình là như vậy. Yeah. Thì tuy nhiên trên đường đi ra từ bên đông Trung Hoa cho đến hòn đảo thì có nhiều cái hòn đảo. Chúng ta thường nghe nói đến Kim Môn Mã Tổ thì đó là những hòn đảo được chính giữa khoảng từ trong lục địa đi ra ngoài đảo quốc. Yeah. Nhưng mà nói đến Taiwan thì ngoài cái chuyện đó ra thì chúng ta thấy là trong cái lịch sử Taiwan từ năm 1895 á, khi mà Trung Hoa Mãn Thanh á, thất bại trước cái cuộc chiến với Nhật Bản hải quân hải chiến á, thì người nhà Mãn Thanh đã phải nhường lại cái đảo quốc này cho Nhật Bản. Yeah. Và Nhật Bản đã cai trị Đài Loan suốt từ năm 1895 cho đến năm 1945. Yeah. Tức là cái năm mà đệ nhị thế chiến kết thúc và Nhật Bản đầu hàng và đã trả lại cho người Trung Hoa. Dạ. Yeah. Theo như anh được nhớ đó là cái thủ đô của Taiwan đó là Taipei. Taipei, Đài Bắc đó. Dạ. Yeah. Thì là một trong những, nếu như mà khán giả mà có việc mà mỗi lần mà về Việt Nam á, đặc biệt là từ California mà về Việt Nam á, thì thường là mình hay quá cảnh ở chỗ Taipei đó. Đúng thì rồi, đúng rồi. Hồi nãy anh Thắng nói là Nhật Nguyệt Đàm như vậy thì nó có nằm ở trong Taipei không anh Thắng hay nó nằm ở đâu ạ? Nhật Nguyệt Đàm nó không nằm ở Taipei. Taipei là Đài Bắc, là thủ đô lớn của cái đảo quốc Taiwan. Yeah. Thế tuy nhiên từ Taipei muốn đến Nhật Nguyệt Đàm chúng ta đi khoảng mất 3 tiếng xe về phía đông nam. Yeah. Và nhưng mà đặc biệt đó là Nhật Nguyệt Đàm nằm trên một cái cao nguyên cao khoảng gần 800 mét. Thành thử chúng ta đi về phía đông nam nhưng mà là đi lên trên phía núi. Tại vì chúng ta để ý một điều đó, mặc dù cái đảo quốc Taiwan nó nhỏ thôi, nhưng mà những cái dãy núi của nó ở phía miền đông, tức là sát với biển Thái Bình Dương đó, đều rất là cao. Có nhiều cái đỉnh núi cao hơn 3.000 mét thì chuyện bình thường. Thành thử khi mà chúng ta đi một cái chỉ một cái khoảng cách ngắn mà chúng ta đi lên một cái độ cao như vậy đó, thì nó cái độ dốc nó rất là cao. Thành ra Nhật Nguyệt Đàm cũng là một trong những cái dốc đó. Và nhưng mà đặc biệt là nó nằm phía dưới đông nam của Taipei. Thành thử chúng ta đi từ Taipei đến mất khoảng cứ cho là 3 tiếng xe đi. Yeah. Nhưng mà đến nơi thì chúng ta thấy hai cái khí hậu hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta đang ở Taipei với một cái mùa hè nóng nực thì chúng ta đến Nhật Nguyệt Đàm với một cái mùa xuân mát hoặc là một mùa thu tương đối dễ chịu. Và đó là lý do tại sao mà
Sau khi ông Tưởng Giới Thạch đã thống chế Tưởng Giới Thạch đã bỏ cái lục địa và chạy qua bên Đài Loan đó, và ông đã có những cái nhà nghỉ, nhà gọi là nói là một cái palace cho một cái vị thống chế thì ở Đài Loan, thì ông bà Tống Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh đó, đã có những cái căn nhà ở ngay trên Nhật Nguyệt Đàm, và đó là những nơi mà nghỉ mát rất là xứng đáng để cho du khách đến nơi biết về Đài Loan, biết về nơi Nhật Nguyệt Đàm. Dạ, nếu như vậy là quanh năm suốt tháng lúc nào nó cũng mát mẻ hết hả anh Thắng? Dĩ nhiên thì nếu nói quanh năm suốt tháng mà mát mẻ hẳn thì cũng chưa hẳn. Thế tuy nhiên cái độ ngày nóng của nó, tại vì tôi có dịp đến Nhật Nguyệt Đàm khá nhiều lần, và cái ngày nóng của nó không có kéo quá dài. Thành thử ở đó chúng ta có thể dễ chịu hơn rất là nhiều so với cái phía Taipei hoặc là Đài Nam hoặc là Cao Hùng chẳng hạn. Dạ. Và lúc mà anh Thắng nói anh Thắng tới lúc mà cái thời điểm nó là mùa hè rồi nhưng mà nó lại khí hậu lại mát mẻ, thì ngoài cái đó cái ấn tượng đầu tiên của anh Thắng đối với cái Nhật Nguyệt Đàm là gì anh Thắng? Cái Nhật Nguyệt Đàm thì qua những hình ảnh video clip mà tôi vừa mới quay ở bên Nhật Nguyệt Đàm thì quý vị có thể xem sơ qua, thì chúng ta thấy rằng đó là Nhật Nguyệt Đàm đến nằm ở trên cái cao nguyên như vậy và chung quanh được núi bao bọc. Và nó có buổi sáng sớm nó có những cái đám mây lơ lửng giữa chân núi hoặc là lơ lửng trên mặt hồ. Thành thử cái giữa cái hồ và cái núi đồi và nó pha trộn với nhau như vậy. Thành thử nó cho mình một cái cảm nhận. Nếu quý vị ở một cái resort ở ngay Nhật Nguyệt Đàm, chúng ta sẽ thưởng thức được những cái cảnh rất là đẹp. Mà khó diễn tả lắm, mà mình chỉ cảm nhận được thôi. Và ở đó chúng ta sẽ thấy những cái thắng cảnh, đồng thời những cái điểm văn hóa đã được người Đài Loan đã được xây dựng lại để tạo thành những thắng cảnh văn hóa chung quanh cái thắng cảnh thiên nhiên. Có nghĩa là người ta muốn đưa một cái văn hóa tín ngưỡng, một văn hóa dân gian từ người Trung Hoa đem vào trong cái Nhật Nguyệt Đàm đó để xây dựng lại những cái kiến trúc hòa hợp với cái thiên nhiên ở đó. Chẳng hạn như nói đến kiến trúc thì chúng ta có thể đi thăm những cái danh lam thắng cảnh về con người xây dựng, chẳng hạn như Văn Võ Miếu. Nơi đó là thờ ông Khổng Tử, thờ Quan Công, thờ Nhạc Phi, Tống Nhạc Phi chẳng hạn. Nhưng mà nếu chúng ta có đi thăm hơn nữa, trên những đỉnh núi cao có những cái tháp như là tháp Từ Ân chẳng hạn. Thì đó cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta đến thế nào chúng ta cũng phải thưởng ngoạn tại Nhật Nguyệt Đàm. Và nhất là đó, nếu mà Nhất Anh có dịp đến Nhật Nguyệt Đàm thì tôi đề nghị Nhất Anh nên ở những cái khách sạn mà thực sự theo tôi biết là chỉ có một cái khách sạn duy nhất ở đó có hot spring, tức là có cái suối nước nóng, có ôn tuyền, để cho chúng ta có thể thưởng thức được cái tắm ôn tuyền tại ngay Nhật Nguyệt Đàm. Và đó cũng là một cái thưởng thức cho chính bản thân mình. Mình cảm nhận được những cái gọi là suối nước nóng như thế nào. Tại vì cái suối nước nóng được đem từ trong cái lòng đất lên thẳng cái chỗ cái khách sạn đó mà để chúng ta tắm. Nghe anh Thắng nói là anh muốn đi liền ngay lập tức tới đó để có thể ngâm mình vô suối nước nóng mà thời tiết ở ngoài thì lại mát mẻ. Đúng vậy. Thưa quý vị và các bạn, chương trình xin được tạm dừng và hẹn quý vị và các bạn trong phần 2 tiếp theo. Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Xin chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Thưa quý vị và các bạn, trong phần 1 thì chúng ta đã được có dịp anh Thắng kể cho chúng ta nghe về chuyến du lịch tới Taiwan là Đài Loan, và có dịp được tới một cái hồ tên là Sun Moon Lake, hay tiếng Việt còn được gọi là Nhật Nguyệt Đàm. Và hồi trong phần 1 thì anh Thắng đang kể rất là nhiều thứ xung quanh mà Nhật Nguyệt Đàm. Thì tiếp theo đó là gì hả anh Thắng? Chẳng hạn như chúng ta đến đến Nhật Nguyệt Đàm thì như tôi vừa trình bày có cái Văn Võ Miếu. Thì chút xíu có thể chúng ta đi lướt qua cái Văn Võ Miếu tại sao nó lại nằm đó. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái tháp Từ Ân được xây trên một cái đỉnh khá cao, và chúng ta có thể đứng bất cứ chỗ nào ở chung quanh cái hồ Nhật Nguyệt đó, chúng ta đều có thể nhận thấy được cái tháp Từ Ân đó. Cái tháp Từ Ân này nguyên thủy là do ông Tưởng Giới Thạch trong một cái ký ức của ông, có thể ông muốn xây cho mẹ ông một cái tháp để bây giờ báo hiếu đến mẹ của ông. Và ông đã cho xây cái tháp gọi là Từ Ân. Từ Ân có nghĩa là báo hiếu cho cha mẹ đó. Thì cái tháp được tên là Từ Ân. Từ khi mà cái tháp này mang cái danh từ Từ Ân đó, nó là chợt làm cho tôi nhớ đến cái tháp Từ Ân cũng tên là Từ Ân đó, nhưng mà nó xây ở bên Tây An đó. Không biết là Nhất Anh có biết Tây An, tức là thành phố Trường An ngày xưa đó. Thì Tây An cũng có một cái tháp tên là Từ Ân do ông Đường Cao Tông, Lý Trị,
ông đã xây cho mẹ, ông để cũng để nhớ về mẹ, và ông xây cái tháp đó, và ông gọi cái tháp là tháp Từ Ân. Thì bây giờ chúng ta thấy ở bên Đài Loan cũng có một cái tháp Từ Ân, nhưng do thống chế Tường Chiết Thạch xây dựng cái tháp đó để mà nhớ mẹ ông ấy. Yeah. Đó là cái lý do mà chúng ta có thể đến thăm cái tháp Từ Ân, đó là một cái thắng cảnh. Yeah. Và sau đó thì chúng ta phải nói đến cái ngôi chùa cũng được xây cất về sau này. Phải nói tất cả những cái ngôi chùa hoặc là những cái điểm thắng cảnh của Đài Loan là phần lớn đều được xây dựng sau năm 1949 cả. Yeah. Tức là sau khi mà ông Tường Chiết Thạch đã phải bỏ đại lục để mà chạy qua bên đảo quốc Đài Loan. Yeah. Và một cái ngôi chùa khác đang được xây dựng và có lẽ đã hoàn thành, đó là cái tháp gọi là cái ngôi chùa tên là Huyền Trang Tự. Yeah. Nói đến chữ Huyền Trang tức là đường tăng Trần Huyền Trang. Yeah. Mà ai cũng biết đến, đó là một vị sư đời nhà Đường đã bỏ công sức của mình để đi qua bên Thiên Trúc để mà thành kinh về. Yeah. Mình hay gọi là đường tăng Tam Tạng đó. Yeah. Đó thì đó cũng có một ngôi chùa, đó là cũng trở thành một cái địa điểm mà chúng ta có thể đứng. Thường thường chúng ta đến tháp Từ Ân hoặc chúng ta đến cái Huyền Trang Tự hoặc là chúng ta đến Văn Võ Miếu, chúng ta đều có thể đứng ở trên cái đỉnh cao đó và chúng ta quan sát hết tất cả những cái thắng cảnh của Hồ Nhật Nguyệt. Nãy có thể chưa nói cho Nhất Anh nghe rõ là tại sao nó gọi là Hồ Nhật Nguyệt. Yeah. Cái Nhật Nguyệt có nghĩa là mặt trăng và mặt trời, đúng không? Yeah. Nhưng mà khi mà gọi là Nhật Nguyệt tức là mặt trăng và mặt trời nó phải kề cạnh nhau, nhau. Thì cái Hồ Nhật Nguyệt thì nó có một bên là chiều dài, nó kéo khá dài, mà một bên thì giống như là cái hình tròn. Yeah. Thành ra người Trung Hoa thì hay có cái tưởng tượng, thành ra người ta tưởng tượng cái phía phần tròn đó là mặt trời. Yeah. Và cái phía mà phần kéo dài một bên đó thì người ta hình dung ra như là phần vầng trăng khuyết đó. Yeah. Vầng trăng khuyết và mặt trời ôm lại nhau thì gọi là Nhật Nguyệt Đàm. Yeah. Đó. Thì đó là một cái tên. Dĩ nhiên chúng ta nghe cái tên Sun Moon Lake chúng ta ngạc nhiên, nhưng mà quả thực nó cũng có mang một cái trí tưởng tượng rất là phong phú và cho mình một cái hình dung có cái sự thơ mộng, có một cái lãng mạn ở trong đó rồi. Nghe rất là hữu tình luôn đó anh. Đúng rồi. Dạ. Và như anh nghe nói ở đó là hình như có một cái đập thủy điện nào phải không anh Thắng? Nói những cái đập thủy điện như Nhất Anh vừa đề cập đến đó, thì cái đập thủy điện này không phải người Đài Loan họ xây cất. Nếu không phải mà, người Đài Loan là ai anh Thắng? Mà trong cái thời mà Nhật chiếm Đài Loan làm thuộc địa đó, chính người Nhật đã tạo dựng ra những cái thủy điện ở trên cái hồ này. Có lẽ đó lý do tại sao cái ngày xưa người ta gọi là Nhật Nguyệt Đàm, tại vì cái đàm đấy nó nhỏ lắm, còn bây giờ nó là nó trở thành lake, hồ, có nghĩa lớn hơn. Có nghĩa là sau khi cái đập thủy điện được xây xong thì cái mực nước của cái Nhật Nguyệt Đàm nó dâng cao lên và nó trở thành là một cái diện tích về mặt nước rất là lớn. Tại vì cái hồ Nhật Nguyệt cho đến giờ cái độ sâu đó người ta hình dung là khoảng 27 mét sâu lắm. Thành từ nó cũng là một cái hồ lớn chứ không có nhỏ chút nào nữa cả. Nhưng mà đồng thời khi chúng ta đến thăm Nhật Nguyệt Đàm thì quý vị sẽ đi thăm những cái gọi là cái văn hóa bản xứ. Mà văn hóa bản xứ đó thì người ta nói đến một cái dân tộc thiểu số tại cái đảo Đài Loan. Và không ai khác hơn là chúng ta đến thăm Đài Loan ai cũng có dịp đến thăm cái khu vực do người Thao. Người Thao. Người dân tộc Thao. Họ đã có ở đây từ ngàn xưa. Nhưng mà đặc biệt chúng ta đến Nhật Nguyệt Đàm giờ chúng ta đi thăm những cái bộ tộc Thao đó, có một điểm rất là ngạc nhiên. Cái bộ tộc Thao này dân số không có nhiều lắm. Bây giờ cái số người mà chính của họ chỉ khoảng hơn 200 người thôi. Nhưng mà có một số người họ lấy lập gia đình với người Việt Nam chúng ta. Có một số những cô gái Việt Nam đã lập gia đình với người Thao và bây giờ họ cũng là trở thành những người trong gia đình của bộ tộc Thao, buôn bán và có thể mời kéo du khách đến mua những cái món hàng ở ngay cái Nhật Nguyệt Đàm chẳng hạn. Đó. Thì đó cũng là một trong những cái điểm văn hóa mà chúng ta có thể đến thăm và chúng ta học được cái nhìn cái đó. Nếu vậy thì anh Thắng có gặp ai mà những người bán hàng mà nói tiếng Việt không anh Thắng? Có. Chúng tôi đến thì dĩ nhiên chắc chắn thế, mà đó cũng là một trong những cái điểm mà thế nào dân tộc Thao cũng cố gắng tạo những cái món hàng sản xuất chẳng hạn như sâm nhung hoặc những thuốc bổ chẳng hạn, hoặc là nấm linh chi, họ buôn bán những cái đó và họ bán cho người du khách rất là nhiều. Ngoài cái nãy mình hôm nay mình tập trung và nhiều vô cái Nhật Nguyệt Đàm đó thì những cái khác ở Đài Loan thì còn cái gì để đi được anh Thắng? Thì chúng ta có thể đi cruise trên cái hồ Nhật Nguyệt và đó một cái cruise cũng để chúng ta cảm nhận được những cái thiên nhiên. Để nói đến cái thiên nhiên thì ở ngay giữa cái hồ Nhật Nguyệt đó bây giờ nó có một cái đảo nhỏ nó tên là Lalu. Lalu đó là một cái đảo mà người dân tộc Thao á, họ tin rằng tổ tiên họ phát xuất từ đó và họ thần linh của họ nằm ở đó. Thành ra đối với họ rất là quan trọng. Thế tuy nhiên thì trải qua những lần động đất, Đài Loan cũng có bị động đất nữa, Nhất Anh. Thành thử ra một số đảo đã bị chìm hẳn xuống dưới lòng hồ. Và một số đảo nó cũng còn lơ lửng ở trên nhưng mà
nó yếu lắm rồi. Yeah. Thành thử có những cái đảo như Lan Lu chẳng hạn, chúng ta chỉ được đi ngang qua để xem thôi, chúng ta không có được bước lên đảo nữa tại vì cái vấn đề an toàn. Yeah. Nhưng mà đồng thời chúng ta có những cái đảo lớn chúng ta có thể ghé qua để thăm viếng về những cái tôn giáo, cái văn hóa tín ngưỡng ở đó, yeah, để cho mình biết về cái lối sinh hoạt của người dân bản xứ. Còn nếu mà Nhất Anh có thì giờ, chúng Nhất Anh đến cái văn võ miếu đó, yeah, thì Nhất Anh sẽ đến đây là khi mà người Nhật xây đập thủy điện, thì cái đập thủy điện đó, ngày xưa người bản xứ ở dưới đó, họ đã xây một cái văn miếu và một cái võ miếu. Văn miếu là thờ Đức Khổng Tử, và cái võ miếu thì đối với người Trung Hoa thì họ tôn thờ Quan Công, yeah, tức là Quan Vân Trường, được phong làm thánh. Yeah. Và sau đó thì đã lên một người trung nghĩa trong cái đời nhà Tống, đó là Tống Nhạc Phi. Thì yeah, đó là hai người được xây, được thờ trong cái võ miếu. Và bây giờ vì cái nước hồ dâng lên cao, thành ra cái văn miếu và cái võ miếu được di rời đi chỗ khác. Yeah. Và ông Tưởng Gia Thạch, ông đã cho xây một cái văn võ miếu lớn ở ngay trên phía trên cái đỉnh hồ. Và yeah, từ đó bây giờ du khách đến, văn võ miếu là một trong những cái điểm thế nào du khách, những người tour guide, hướng như người hướng dẫn ở Đài Loan, họ đều đưa mình đến đó cả. Dạ, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, thật sự thì 15 phút để mà nói mình hết tất cả những gì ở Đài Loan thì chắc chắn là không có thể nào mà nói hết được, đặc biệt là ở Hồ Nhật Nguyệt, đúng không anh Thắng? Tôi chạy theo thời gian. Dạ, nhưng mà anh cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đã chia sẻ cho Nhất Anh cũng như khán giả của Người Việt một cái thắng cảnh mới mà có thể mọi người có dịp thì có thể tới và thưởng ngoạn về nó. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Trần Nguyên Thắng, Trần Nhất Anh phụ trách, xin tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị.